chia là mấy lần, hôm nay tập chừng 6 động tác rồi. Cho nó chỉ nè. Đây này là nó đi vô từng đạn một. Hồi trước nó một đạn một thức, bây giờ nó một đạn tới 7-8 thức rồi. Nè, cái đứng khi đứng nó đứng như vậy. Nó chỉ đứng như vậy. Nè, còn cái tay lên. Lên cái tay cái duỗi thẳng cái này rồi giãn gần cái duỗi nó thích giãn vào rồi xoay để thẳng phải thẳng được tiếp theo rồi đưa vô cái này mới chuẩn bị định hai phần tay như nhé ngón này ưỡn người ra đứng này 6 giây một hoặc là thở 1-2 thôi xong thì chấp tay lại cái này của Phật mà chỉ ở tay xuống phía dưới đi thẳng đường lên phải thẳng canh cho nó thẳng để xuống đó mới chuẩn bị nó thôi đó video làm tập động tác chuẩn bị nó khi động tác chuẩn bị để gì nó coi cái cột cái máu huyết của từ trên đầu mình xuống cái chân thông không những người mà không thông cuối thế này là cuối hết rồi nó đau đau người mà xuống đây cũng còn đau là chưa được đây sợi xuống đây nó thấy nhẹ còn xuống đây người đẩy xuống là chết tức là cái khúc cuộc sống của này nó chưa có giãn ra thì cái bài này nó khi mà người ta khỏe nó kiểm tra có khỏe không được động tác thứ nhất là vì vươn cái tay lên còn cảm giác là như nè có nhiều người già nó thì thẳng tay cái tay này nó thẳng dày nó thẳng cùi chỏ thẳng khoảng cách giữa hai cùi chỏ như hai cái tay phải bằng nhau thế nào đó là một thứ hai là lật ra à, hai tay nó giao nhau thẳng cổ thẳng gập lúc luôn là cái cổ tay thẳng gập thứ ba là nhón lên mọi việc không có tè dịp hai tay trong nhé đứng đúng. Như là ngón chân ờ đứng lên năm đầu ngón chân hai cái gót nó chéo chị hết 30 độ chấp tay để xuống cái đường thẳng có đứng nó thẳng đứng nhau cái dù như vậy này là nó được từ cái nhịp bỏ lại để xuống nhịp đó chúng ta chuẩn bị động tác thứ nhất tay để hai bên xuống trong đưa dăng ra ngoài này đổ người ngước lòng bàn tay từ ngày sáu giờ hai người ra phía trước ờ động tác thứ hai để vậy sáu giờ động tác thứ ba sáu giờ đó chỉ cho chị tập bốn thức đầu này thôi thầy thầy tập hết em về giờ chứ đầu em nó hơi cái trọng tập xài nó rối á em cứ tập cái trí nhớ coi trước rồi tập sau rồi em coi thầy cứ tập hết cái em mới làm về em coi clip thì bây giờ con nhìn kỹ từng động tác thầy về nữa em không nhớ nhớ múa cái bài này nữa chứ giờ múa cái hơi em nhớ động tác nhớ múa nửa bài này cái này mới chuẩn bị thôi đó rồi thức một thức ba thức bốn thức năm thức sáu thức bảy thức sáu luôn cái chân không chân cái nhóm hết mỗi lần này nhóm dạ, sáu thức bảy thức tám thức chín thức 10 thức 11 đó 11 thức đầu đó làm lại nha làm lại nha thầy kéo bụng rồi đem dậm chân với cái tay cùng đó thì cho dậm với hai đó về cái về coi lại tập tới tập luôn dạ nhiều khi có động tác là coi tới ba bữa tập cái giống á phải dòm một chút thứ
sáu này. Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín nữa thầy, cái phải ngoài, thứ mười, thứ mười một, có tay sau rồi. Rồi bữa nay là gì đó thôi. Ờ, vô đó rồi đó. Em tập là tập được chút.